Câu 50, cho hàm số y bằng fx có đạo hàm f phẩy x bằng x bình phương cộng 10x với mọi x thuộc R. Câu hỏi đặt ra, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để cho hàm số f tác động lên x mũ 4 trừ 8x bình cộng m có đúng 9 điểm cực trị? Câu 50 này là câu hỏi ở mức độ vận dụng cao về chủ đề dạng cực trị của hàm số. Thế thì để đánh giá số điểm cực trị của hàm số, chúng ta sẽ đánh giá dựa vào số nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0. Chúng ta sẽ lý luận để sao cho cái phương trình đạo hàm bằng 0 có 9 nghiệm phân biệt. Thầy hướng dẫn giải câu 50 như sau. Đầu tiên chúng ta đi giải phương trình f'x bằng 0. Khi và chỉ khi x bình phương cộng 10x bằng 0. Tức là chúng ta được x bằng 0 hoặc x bằng trừ 10. Tiếp theo chúng ta đi tính đạo hàm của hàm f tác động lên x mũ 4 trừ 8x bình cộng m. Thì chúng ta tính đạo hàm của hàm này vẫn là theo biến x. Đây có dạng hàm hợp, nó sẽ bằng x mũ 4 trừ 8x bình cộng m lấy đạo hàm bằng 4x mũ 3 trừ 16x. Nhân với đạo hàm của hàm này theo biến u, u ở đây đóng vai trò bằng x mũ 4 trừ 8x bình cộng m. Tiếp theo chúng ta đi khảo sát nghiệm của phương trình đạo hàm x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng m. Đạo hàm của hàm này bằng 0. Thì khi mà chỉ khi chúng ta có 4x mũ 3 trừ 16x bằng 0. Hoặc là đạo hàm theo biến u, tức là theo biến x mũ 4 trừ 8x bình cộng m. Đạo hàm này bằng 0. Tức là chúng ta biến đổi ra chúng ta được 4x mũ 3 trừ 16x bằng 0 cho ta 3 nghiệm, một nghiệm bằng 0, một nghiệm bằng 2 và một nghiệm bằng trừ 2. Và dựa vào cái điều trên đây thì chúng ta rút ra được là x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng m sẽ bằng 0, hoặc là x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng m bằng trừ 10. Biến đổi tiếp chúng ta được x bằng 0, x bằng 2 hoặc x bằng trừ 2, hoặc x mũ 4 trừ 8x bình phương, chúng ta cô lập m bằng trừ m, và x mũ 4 trừ 8x bình phương bằng trừ m trừ 10. Chúng ta phân tích tiếp. Thế thì để cho hàm số f tác động lên x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng m có đúng 9 điểm cực trị thì phương trình 1 này phải có 9 nghiệm phân biệt và f'x này đổi dấu qua các nghiệm đó. Muốn thế thì phương trình 2 và phương trình 3 này chúng ta có suy nghĩ là nó phải có 6 nghiệm và 6 nghiệm này không trùng với các nghiệm 0 và cộng trừ 2. Còn nếu như mà nó trùng ấy thì phải đảm bảo rằng f' đổi dấu qua các nghiệm đó. Từ đây thì chúng ta nghĩ tới việc chúng ta đi xét hàm số gx bằng x mũ 4 trừ 8x bình. Tiếp theo thì chúng ta xét hàm số gx bằng x mũ 4 trừ 8x bình. G'x sẽ bằng 4x mũ 3 trừ 16x. G'x bằng 0 cho ta các nghiệm là một nghiệm bằng 0, một nghiệm bằng 2 và một nghiệm bằng trừ 2. Chúng ta có bảng biến thiên của hàm gx như sau.
G tại 0 bằng 0, G tại 2 bằng trừ 16 và G tại trừ 2 cũng bằng trừ 16. Ta có nhận xét số nghiệm của phương trình 2 chính bằng số giao điểm của đường thẳng y bằng trừ m với đồ thị gx, và số nghiệm của phương trình 3 chính bằng số giao điểm của đường thẳng y bằng trừ m trừ 10 với đồ thị gx. Và trong hai đường thẳng y bằng trừ m và đường thẳng y bằng trừ m trừ 10 thì đường thẳng y bằng trừ m nằm phía trên và đường thẳng y bằng trừ m trừ 10 nằm phía dưới. Thế thì chúng ta sẽ biện luận các vị trí có thể xảy ra để sao cho cái anh phương trình 1 này của chúng ta này có đúng 9 nghiệm phân biệt và đổi dấu qua các nghiệm đó. Nghĩa là các bội nghiệm này phải là bội lẻ. Nó có thể xảy ra các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là trừ m lớn hơn 0. Khi đó đường thẳng y bằng trừ m sẽ cắt gx tại hai điểm phân biệt. Phương trình 2 trong trường hợp này có hai nghiệm phân biệt khác 0 và khác cộng trừ 2. Trường hợp thứ hai là trừ m trừ 10 lớn hơn trừ 16 và nhỏ hơn 0. Thì khi đó phương trình 3 có 4 nghiệm phân biệt khác 0, khác cộng trừ 2 và khác các nghiệm của phương trình 2. Do đó phương trình 1 sẽ có 9 nghiệm phân biệt và đổi dấu qua các nghiệm. À, trường hợp này nó thỏa mãn. Như vậy, trường hợp đầu tiên là chúng ta có là trừ m phải lớn hơn 0 và trừ 16 nhỏ hơn trừ m trừ 10 nhỏ hơn 0. Chúng ta phải xét tất cả các trường hợp xảy ra. Thế thì trong trường hợp bài này chúng ta hay bị sai bởi vì chúng ta bỏ sót cái trường hợp sau đây, đó là trường hợp trừ m bằng 0. Thì khi đó đường thẳng y bằng trừ m sẽ cắt gx tại 3 điểm phân biệt. Trong đó tại điểm có hoành độ bằng 0, tung độ bằng 0 này là nó tiếp xúc. Có nghĩa là phương trình 2 này có nghiệm kép x bằng 0. Kết hợp với nghiệm x bằng 0 trên đây thì nó có 3 nghiệm x bằng 0. Do đó phương trình 1 nó cũng sẽ có 3 nghiệm x bằng 0 thì nó vẫn đổi dấu khi đi qua mốc nghiệm bội lẻ. Và trừ m trừ 10 sẽ nhỏ hơn 0, lớn hơn trừ 16. Như vậy trong trường hợp này thì phương trình 2 và phương trình 3 tổng cộng là có 7 nghiệm, trong đó có một nghiệm bằng 0 là nghiệm kép. Thì kết hợp với nghiệm bằng 0 ban đầu thì nó vẫn là nghiệm bội lẻ. Vậy thì cái anh f phẩy x vẫn đổi dấu khi đi qua các mốc nghiệm. Nói tóm lại, chúng ta giải được điều kiện cuối cùng của tham số m như sau: trừ m lớn hơn hoặc bằng 0 và trừ m trừ 10 nhỏ hơn 0, lớn hơn trừ 16. Biến đổi ra chúng ta được m sẽ nhỏ hơn bằng 0 và m nhỏ hơn 6, lớn hơn trừ 10. Lấy giao của hai trường hợp này thì chúng ta được trừ 10 nhỏ hơn m nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bây giờ chúng ta đếm trên nửa khoảng từ trừ 10 cho đến 0 xem có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn. Thì trên nửa khoảng này có các số nguyên từ trừ 9 đến 0. Chúng ta thấy từ trừ 9 đến trừ 1 là có 9 số nguyên, thêm số nguyên 0 nữa là có 10 số nguyên. Như vậy chúng ta chọn đáp án D.